Thưa quý vị và các bạn, lũy về thành phố, những ngày sau đó trời mưa liên tiếp vào mỗi buổi chiều. Ngồi trong lớp học, Cúc Huyền nghĩ tới con đường về nhà. Cô sợ phải đi về con đường cũ, con đường duy nhất một lần đưa lũy tới đây và một lần gặp gỡ. My vẫn là người bạn thân nhất, yêu quý nhất, nhưng vẫn xa nhất, ngỡ ngàng nhất. Sự gần gũi êm đềm hình như đã theo chân lũy mà đi xa rồi. Cúc Huyền không muốn chép bài, cô thèm viết một bức thư cho lũy. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện dài Huyền Xưa của tác giả Từ Kế Tường. Bài học rồi cũng chép xong. Đôi mắt Cúc Huyền cay cay như có khói bay vào khi nghĩ chuyện gặp gỡ, quen nhau với lũy rồi cũng phải chấm dứt. Cô Vân cho cả lớp được nghỉ xả hơi chờ chuông reo tan học. Cả lớp kêu ổ lên, những gương mặt sáng rực rỡ hướng ra mưa. Nhưng đâu có đứa nào gần gũi với mưa bằng chúng ta, phải không lũy? Chẳng đứa nào chịu đóng cửa sổ lại cả. Chúng nó chụm lại với nhau, kéo thức ăn giấu trong hộc bàn chia nhau, xúm xít quanh một khung cửa sổ nhỏ mở ra. Những sợi mưa kéo dài xuống. Cúc Huyền thu người vào sát tường, My cũng xích theo. Hai đứa đá nhẹ chân nhau, My hỏi: Định biên thư thật à? Có lẽ. Định viết gì trong ấy? Không biết trước, nhưng chắc là viết nhiều chuyện lắm. Có viết về My ở trong đó không? Cô Quyền dãy lên. Trời ơi, chuyện riêng của hai người mà nhét My vào nữa, kỳ chết. Nhất quyết bỏ người ta ra bên lề cuộc đời à? Cô Quyền cười khúc khích. Đừng có chen vào, rồi buồn cả đám. Sao lại buồn, vui chứ? Mình có cảm tưởng như thế, thà để mình buồn một mình, hơn là My sẽ phải buồn lây. My tròn xoe mắt ngó Cúc Huyền. Nó không hiểu gì cả, phải không? My không hiểu gì cả, từ bây giờ hay là từ một buổi chiều xưa xa trước. Cúc Huyền đã nghe khói vào trong đôi mắt mình. Một loài mây trời nào đó bỗng ngừng bay, làm cho mắt Cúc Huyền nặng, u buồn. Và từ đó, Cúc Huyền đã lớn hơn My. Nhỏ Phiến ngồi ở đầu bàn bên bỗng ném qua một viên giấy nhỏ tròn. Viên giấy rơi và lăn tới gần tay My. Nhỏ Phiến hay mắt chỉ My nói: Có thông điệp. Chuyện. My cầm viên giấy mở ra. My cười khúc khích. Nó hỏi Cúc Huyền sao mà ngẩn ngơ thế, bộ nhớ L hả? Cúc Huyền sững sờ. Sao nhỏ Phiến cũng biết? My lắc đầu. Cúc Huyền lấy mảnh giấy xem lướt qua, rồi xé nhỏ, quăng qua cửa sổ. Lờ đi, mặc cho tụi nó thắc mắc. Một lúc, từ dãy bàn phía sau lưng và bên phía Phiến, chúng nó thảy lên 5-6 mảnh giấy cũng tương tự như thế, làm Cúc Huyền bối rối và giận. Mới đầu, Cúc Huyền tưởng My nói lại cho tụi trong lớp nghe. Nhưng sau đó, Cúc Huyền bỏ ý ấy. My chả bao giờ thèo léo như thế đâu. Tuy nhiên, cả lớp đã biết. Điều này khiến Cúc Huyền lo sợ vô cùng. Chuyện rồi sẽ không còn là của nhau nữa. Nó sẽ bay lẫn vào trong không gian gió cát, cùng sự ồn ào của bọn học trò con gái. Như thế có sao không? Buồn nhất khi lũy đã không còn. Lũy đã ra khỏi những bùa vây nồng nhiệt đó, chỉ còn có một Cúc Huyền. Rồi có thể Cúc Huyền sẽ lao trao như chiếc lá bị vật xuống bên hồ. My vẫn ở bên cạnh, nhưng My là kẻ đứng bên lề. Cúc Huyền úp mặt vào lòng hai bàn tay, nước mắt ở đâu ứa ra nóng ấm. My vịn vai Cúc Huyền. Có lẽ My hiểu hơn ai hết trong lúc này là Cúc Huyền đang khóc. Mưa vẫn còn bên ngoài, trên nền trời đục lờ mờ những mái nhà xa, những trụ điện cao. Cúc Huyền dõi về bến xe đỏ thị trấn. Nó ở ngay bên cạnh bờ sông và cây cầu dài. Những chiếc xe đỏ vàng trắng chắc đã vào trong bến và nằm im trong mưa. Tiếng chuông chợt reo lên. Nghe xa xa trong dãy hành lang, lớp học rộn ràng những tiếng động của tập vở xê dịch, thước kẻ, guốc, tiếng cười. My lay Cúc Huyền nói: Chuông reo rồi kìa, khóc à? Cúc Huyền nghe tiếng guốc chạy trên bàn về phía mình, rồi những giọng nói quen thuộc của lũ bạn. Cúc Huyền làm sao thế? Cảm à? Trúng gió. Đau bụng hay nhức đầu mà rũ rượi thế kia? My đáp. Cúc Huyền khóc. Cả bọn kêu ồ, rồi giọng của Phiến kéo dài thòng đến tức cười. Công chúa của nước mắt. My như giải thích. Cúc Huyền có chuyện buồn.
Nhớ lũy. Nhớ lũy chứ gì. Nín đi cô công chúa. Hãy để yên cho nó khóc. Nước mắt sẽ làm vơi nỗi buồn. Tiếng chân xa dần lớp học, xa dần dãy hành lang. Chỉ còn có tiếng cười ngoài sân chơi vọng vào. My vẫn ngồi bên cạnh Cúc Huyền, lắng nghe tất cả những tiếng động đã mất hút hay đang còn. Trong đó hình như có đôi mắt lũy. Nụ cười và những cái rất ngu ngơ của lũy trong một buổi chiều nào giàn giụa cơn mưa của kỷ niệm. Mưa hình như mới ngớt hột bên ngoài, và gió mới xe những ngọn lạnh mới, nhạt nhòa xua mấy chấn xong. Cúc Huyền ngẩng lên hỏi My. Về hết rồi à? My gật đầu. Cúc Huyền mỉm cười, những giọt nước mắt chưa khô trên má. Mình cũng về nữa chứ? My mỉm cười. Có lẽ My muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao My chỉ ngó Cúc Huyền và cười hoài. Cúc Huyền muốn nói với những giọt nước mắt của mình, lần sau hãy chậm đã, kẻo người ta chê cho đấy. Nhưng chắc những giọt nước mắt không nghe đâu, vì nó sống bằng tâm hồn hơn là lý trí. Nếu lũy mà biết Cúc Huyền hay khóc vô cớ như thế này, chắc là sẽ chê Cúc Huyền chết mất. Mưa ngớt hụt nhưng vẫn còn mưa. Hình như trời cũng tiếc những giọt nước mắt nồng nàn của mình chưa chịu ngưng hẳn. Thế nên mưa bây giờ là những hạt bụi rớt trên cây lá đã ướt đẫm. Quốc Huyền và My chạy qua những dãy hành lang tay mặt để ra cổng. Sân trường in cát và những lá cây chết vàng hoe. My vấp phải một vùng nước, cát lẫn với đất đỏ bắn lên vạt áo dài của hai đứa. My kêu lên tiếng hoảng hốt, tức cười. Quốc Huyền chả lo gì. Hình như Quốc Huyền đang mong điều đó, để lấy cớ sáng mai ra giếng soi mặt mình, nhìn thấy đôi mắt mình. Quốc Huyền đã biết đôi mắt ấy u sầu lắm, như khói thuốc vương trên vần trán của lũy trong buổi chiều mưa bay, như một loài mây trời lang thang trên đỉnh đồi hướng biển. Ồ, biển! Bây giờ Cúc Huyền mới nghe nhớ thương biển. Làm sao cho biển biến hết đi cảm giác muôn trùng? Rồi làm sao cho những con chim cát hết ríu rít trên mỗi mỏm đá và bao canh Cúc Huyền như những người bạn nhỏ từ xa trở về? Cúc Huyền có mang áo mưa theo không? Không. Mình đi dưới mưa vậy? My cũng quên mang theo áo mưa nữa à? Cũng mỡ. Tiếng cũng của My nghe dễ thương chi lạ. Cúc Huyền liên tưởng tới hai tiếng cũng đành. Cũng đành như thế, phải không? Tự nhiên dù những giọt nước mắt lại ứa ra, My háy mắt trêu. Lại khóc nữa, chiều nay khóc những hai lần. Cúc Huyền chống chế. Tại những giọt nước từ trên cây xuống. Tội cho những giọt nước ghê. Cúc Huyền thụi vào hông My. Hai đứa chạy băng qua đường. Những chiếc xe đạp của tụi con trai lượn vòng, dè dè qua những khoảng đường. My chỉ từ một gốc cây xa nói. Cúc Huyền thấy gì không? Thấy gì? Đằng xa kìa, dòm đi, phía trước. Tự nhiên Cúc Huyền xịu mặt xuống. Cái thằng trong cư xá, nó chờ Cúc Huyền đấy. Ai quen đâu mà chờ. Mình đi ngõ khác, My ạ. Chả thích nó chạy xe dè dè theo một bên, nói chuyện vớ vẩn, chán ghê. Cúc Huyền kéo tay My, rẽ sang con đường khác. Đi được một khoảng, Cúc Huyền chợt ngẩng lên nhìn những hoa dại nở trên cao, làm rực rỡ một khoảng không. Mới hay, đã vô tình đi vào con đường cùng đi với lũy hôm nào. Những bãi cỏ bên lề, những khoảng rào đầy hoa tóc tiên tím, những sân nhà đầy hoa vàng. Cúc Huyền hoảng hốt với chính mình và trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Tim ơi, khè khẽ chứ, kẻo My biết thì chết. My cũng phát giác ra điều bất ngờ này nên reo lên. Hay quá, mình đi con đường cũ, hôm trước có lũy cùng đi đây. Câu nói của My như một cơn sóng đẩy Cúc Huyền lao trao. Con đường như cũng có tim, và nắng mưa là những sợi máu đưa về cho trái tim hồng. Cúc Huyền nghe bước chân của mình cuống quýt dẫm lên nhau. Những tảng lá trên cao vẫy bụi mưa xuống. Và những buổi chiều này, con đường trở nên cô đơn vì không còn bóng anh nữa. Tiếng chim hót tíu tít tan loãng vào cái nhạt nhòa của mưa. Cúc Huyền không dám ngước nhìn My vì sợ My ngó thấy đôi mắt ướt của mình. Bây giờ Cúc Huyền nói đi. Nói gì? Lúc nãy Cúc Huyền hứa đó, nhớ không à?
Cúc Huyền lắc đầu, không nhớ. Nói chuyện về Lũy. Cúc Huyền đỏ mặt. Cúc Huyền đâu biết gì mà nói, đâu có hứa nói chuyện này. Cúc Huyền khôn ghê, chở chuyện nhanh như chở bánh. Lũy về thành phố của Lũy và im lặng. Cúc Huyền chỉ biết có như thế, và My cũng biết như thế nữa mà. Còn về bức thư định gửi cho Lũy? Định thôi, chứ chưa chắc. Cúc Huyền chưa viết thư cho người lạ bao giờ, nên ngại ghê. My cười hóm hỉnh. Sao lại lạ? Gọi Lũy là người lạ à? Cúc Huyền cười, quay đi nhìn những giọt mưa rớt từ trên cây xuống mặt đường phía trước. Trong bầu trời này, trong thinh không vũ trụ này, Lũy đang ở nơi nào gần gũi nhất với kỷ niệm của chúng ta? My đang bắt Cúc Huyền nói chuyện về Lũy đó. Chuyện của Lũy chỉ nói một câu thôi cũng đủ, hay nói 1.000.000 câu cũng chưa đủ. Chỉ biết Lũy là một dấu chân trên bãi cát đời phẳng lặng của Cúc Huyền, là một cánh chim bay từ đại dương, êm đềm và sao sắc nhất. Về Lũy, em có biết gì đâu ngoài những ngày tuyệt vời qua đi trong thị trấn này. Cúc Huyền nghe âm vang của tiếng em chạy dài suốt trong cơ thể. Tiếng em lần đầu, nhỏ bé, xinh tươi như một búp non trên cành. Cúc Huyền thèm viết tiếng em 1.000.000 lần trên trang giấy mỏng, thèm được nhỏ bé, xinh tươi như một búp non sau cơn mưa xuân kỳ diệu của đất trời. Thằng trong cư xá, nó lại theo phía sau mình kìa. Đừng thèm nhìn lại. Cúc Huyền sợ nó à? Không có sợ, nhưng chả muốn nhìn cái mặt trơn như cái bánh bò. Đợi chút nữa nó tới, My gọi nó là thằng bánh bò nhé. Hai đứa cười khúc khích, nhưng thằng trong cư xá chỉ đạp xe ở phía sau, không dám qua mặt. Chắc hôm nay có My nên nó ngại. Thằng trong cư xá không gợi lên trong lòng Cúc Huyền một điều gì cả, chỉ thấy buồn cười và thấy nhớ Lũy thêm hơn. Hãy làm người vắng mặt đi, Lũy nhé, đừng sợ. Nói chuyện về Lũy đi, Cúc Huyền. Bộ My cũng... My đỏ mặt, đập vào vai Cúc Huyền sừng sộ. Ê, đừng nói bậy. Chứ sao, My cứ đòi nói về Lũy. Vì Lũy bây giờ là của Cúc Huyền. Hai đứa là bạn, Cúc Huyền phải có bổn phận giới thiệu cho bạn mình biết chứ. Cúc Huyền cười. Lý do không đứng vững. Thì thôi. Hỏi thật nhé, My mến Lũy phải không? Mến là làm sao? Là mến, nghĩa là như người thân, ở gần mình vui, đi vắng mình thấy buồn. Trả lời câu hỏi của Cúc Huyền đi, và thành thật. Tự nhiên Cúc Huyền hỏi gì kỳ? Thế đó, Cúc Huyền có ý riêng nên mới hỏi chứ bộ. My ấp úng. Khó ghê. Mến tức là mến thôi, chứ không có nghĩa như Cúc Huyền đâu nhé. Nghĩa gì? Nghĩa gì Cúc Huyền biết, chứ ai mà biết. Trả lời đi, thành thật thành thật. My bối rối một lúc rồi gật đầu. Cúc Huyền kêu ứ một tiếng trong miệng, rồi mỉm cười một mình. Cúc Huyền cười gì đó? Vui lắm. Kể cho My nghe được không? My biết rồi, kể làm gì? My tròn mắt. My có biết gì đâu. Cúc Huyền chỉ có đường nói. Biết từ hôm nào, con đường này là con đường kỷ niệm. Vẫn chưa hiểu. Nếu chưa hiểu, tối nay về suy nghĩ thì hiểu. Cúc Huyền cười, My cũng cười theo. Hai đứa đi hết con đường và không thấy bóng thằng ở cư xá đi theo phía sau nữa. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Cúc Huyền thích như thế. Thích mưa làm những giọt nước thật nhỏ, thật êm đềm trên cây lá màu xanh. Mùa thu rồi phải không My? Hình như thế. Mùa hè hết nhanh chóng quá, lúc nào Cúc Huyền cũng không hay. Nay mùa thu tới sớm quá, lúc về còn kêu vang lên trên những cây hoa dại quanh trường mình. My yêu mùa hè hay mùa thu? Mùa hè làm cho người ta vui tươi, còn mùa thu làm cho người ta thêm nhớ nhung. My không thích nhớ nhung. Nhưng mình cứ bắt mình phải nhớ nhung thì sao? Thì cứ việc nhớ nhung, chưa biết làm sao bây giờ. My cười, Cúc Huyền la. My ba phải ghê. Như thế là My cũng đang nhớ nhung mùa thu tới rồi đó. Cúc Huyền ngó My, chợt Cúc Huyền bắt gặp đôi mắt của My long lanh. Làm sao chối cãi được rằng đôi mắt của My đang buồn, đang nhớ nhung. Có phải bước chân hồn nhiên ngày nào cũng vừa ra khỏi My,
đừng dối lòng, My ạ. Cúc Huyền đã biết, và như thế đã có sao đâu. Cúc Huyền có viết thư cho Lũy, nhớ nói My gửi lời thăm nghe. Chắc không viết thư đâu, My ạ. Sao thế? Tự nhiên thấy xa vắng tất cả. Ngày mai My có đi biển chơi không? Cúc Huyền dù thì phải đi rồi, mang tập lên trên đó học nữa nhé. Sợ không học được thôi. Phải ráng, năm nay mình thi, rớt thì tức cười lắm đó. Con đường phải rẽ sang tay phải. Cúc Huyền chưa muốn về nhà, muốn đi mãi đến cuối đường, rồi sang những con đường khác. Và mưa cứ như thế, đừng tạnh. Vì tạnh mưa, Cúc Huyền sẽ chẳng biết làm gì. Xung quanh nghe như những bước chân đi xa dần, những gì tưởng là gần gũi nhất, rồi cũng không còn, mất hết, tan mau. Thôi, My về. Cúc Huyền sững sờ hỏi, đây là đường nào? Huyền Trân công chúa. Người ta gắn bảng tên đường lên chưa? My dòm về phía trước, nói, chắc là chưa. Mình đang ở cuối đường, xa quá My không thấy. Thôi, My về nhé. Và My rẽ vào đường về nhà mình. Cúc Huyền đứng lại tần ngần bên lề đường, nhìn những giọt mưa rớt từ trên cây lá xuống. Bây giờ Cúc Huyền mới hay, mái tóc của mình ướt đẫm nước. Những sợi tóc còn thơm mùi bổ kết, lẫn với mùi mưa, và dường như còn cả mùi hương của nó nữa. Không gì thương cho bằng nghe chính mùi hương của mái tóc mình. Cúc Huyền sang bên kia đường, tưởng như đang đi trong một vùng sương mù lạnh lùng, tan tác nhất. Về nhà, Cúc Huyền mệt lả, chỉ kịp ném chiếc cặp lên trên bàn và thay chiếc áo dài bê bết bùn đỏ là nằm quay trên giường. Mưa vẫn còn và sẽ còn mãi ngoài kia với bầu trời, mặt hồ, cây lá. Cúc Huyền nằm lắng nghe tất cả những gì sao sắc nhất của lòng mình. Và chung quanh, căn phòng bị mưa tưới đẫm nước, bay lên mùi mốc của gỗ, bàn ghế. Những thứ mà bình thường chưa bao giờ Cúc Huyền được nghe thấy. Có phải thời gian và không gian bây giờ ngưng đọng lại dưới chân, bao vây lấy Cúc Huyền, với nỗi cô đơn làm cho chính mình ngậm ngùi với mình. Một lúc, Cúc Huyền đến bên cửa sổ, những giọt mưa nhỏ rơi lấm tấm trên mặt nước hồ xanh ngắt vẫn là điều làm cho Cúc Huyền lo sợ và hoảng hốt trước cái bao la của khoảng cách ngàn trùng. Ừ nhỉ, Lũy đang ở về hướng nào đó, xa xôi với bầu trời nơi này. Có phải là xa cách luôn đến ngàn trùng không? Những cánh bèo bị gió đẩy trôi ra giữa hồ, tàn mát, cũng chưa bao giờ thấy chúng u buồn như vậy. Ông nội chắc cũng mới về. Cúc Huyền thấy ông đi loanh quanh dưới mấy gốc cây, ngó những chiếc lá trên cao. Chả hiểu ông đang nghĩ gì. Cúc Huyền thì lo sợ, ngày mai những chiếc lá kia sẽ không còn màu xanh trên cây nữa. Mùa thu bây giờ là một tấm bảng kẻ chữ to lớn đặt trước tầm mắt của Cúc Huyền. Ngày mai, mùa thu buồn bã nhất. Từ ngoài, Cúc Huyền thấy Hạnh đang chạy lao sao ngoài ngõ. Hạnh dừng lại hỏi ông nội gì đó. Trong lúc ông mải nhìn những chiếc lá cây, hình như ông không nghe, chỉ ngó Hạnh lom lom. Hạnh rụt cổ chạy thẳng vào nhà, vừa đập cửa, Hạnh vừa gọi. Dì Cúc Huyền ơ, dì đi học về chưa? Cúc Huyền đứng yên lặng trên cửa sổ nhìn xuống. Từ chỗ của Hạnh, đứng ngó lên cửa sổ này, phải qua một cây cao, tán lá sum suê. Hạnh chả bao giờ thấy được Cúc Huyền đứng ở đây, với nỗi buồn làm tê cả tiếng nói, hơi thở và những sợi máu. Hạnh đập cửa một lúc, rồi vòng ra phía sau. Cửa sau vẫn chưa mở, Hạnh chạy ra phía trước với một cái hoa cầm trong tay. Cúc Huyền thẫn thờ nhìn Hạnh đi chậm chậm ra ngõ. Cúc Huyền không thể nào gọi Hạnh lại, dù chỉ một tiếng kêu ngắn ngủi. Khi ông nội quay vào nhà, có tiếng công tắc kêu lách tách và đèn dưới nhà bật sáng lên. Cúc Huyền nghe lạnh ở hai bên thái dương, kết quả của một buổi chiều dầm mưa. Cúc Huyền khép bớt một cánh cửa sổ, rồi lại giường nằm. Có tiếng lục đục dưới bếp, chắc mẹ vừa mới từ chợ về. Tiếng động hàng ngày rất quen thuộc của những thứ đồ vật, nhưng nghe từ dưới chân cầu thang lại trở nên xa vắng, buồn bã lạ lùng. Cúc Huyền nằm yên lặng, mở mắt nhìn lên trần nhà và chờ đợi bóng tối lấp đầy căn phòng.
Tiếng chân đi ngoài hành lang làm cho Cúc Huyền giật mình, nghe trái tim đập nhanh và cảm tưởng như đang ngồi trên chiếc xe đâm xuống con dốc cao. Mấy ngày rồi, mưa liên tiếp vào buổi sáng, kéo dài tới khoảng xế trưa. Buổi chiều do ảnh hưởng của cơn mưa, nắng không vào được trong hành lang, trong khi không khí lạnh như ập cả vào phòng, làm căn phòng bệnh viện như ướt đẫm bởi một thứ hơi và một thứ mùi hăng hắc bên mũi. Qua cánh cửa sổ có lót kính, Cúc Huyền nhìn thấy một bầu trời đục, lờ đờ những vùng mây tươm hơi nước bên ngoài. Mi đến ngày hôm qua, chỉ tay về phía sau, nói là ở đó con đường dẫn tới trường học của mình. Cúc Huyền nghe tiếng động cơ xe nổ thoáng qua rồi mất hút. Tiếng móng ngựa gõ trên đường kéo dài, rời rạc, quen thuộc như những buổi sáng sớm ở nhà. Cũng qua cánh cửa sổ có lót kính, Cúc Huyền nhìn thấy một ngọn cây, không biết là cây gì, ở ngay trong bệnh viện. Hôm nào ngọn cây còn đầy lá, bữa nay lá đã rơi rụng thật nhiều, còn trơ lại những cành khẳng khiu in trên nền trời mù lấm tấm bụi mưa. Suốt ngày Cúc Huyền chỉ nhìn thấy bầu trời đầy mây trắng và ngọn cây trơ trọi kia. Cúc Huyền không thể ngồi được, chỉ cử động được tay chân một cách chậm chạp. Cúc Huyền chỉ uống nước cam bắt, uống sữa, nghe máu và hơi thở mòn dần trong thân thể héo hon của mình. Cái chết ám ảnh Cúc Huyền nặng nề và thường xuyên bằng những cơn ác mộng. Có lúc Cúc Huyền thấy mình mặc toàn đồ trắng, bước qua cầu thật nhẹ nhàng theo một người không rõ hình dáng. Bên dưới là một cái hố sâu đen ngòm, gió lạnh ngắt, tiếng côn trùng rên rỉ kêu than. Có lúc Cúc Huyền thấy mình xoay quanh một cái vòng tròn, mới đầu to, sau nhỏ dần, xa vắng và tan nát trong mơ hồ. Cúc Huyền mê sảng từng đêm, kêu khóc và la hét hoảng sợ đến tột cùng. Khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán, mệt mỏi, lờ đờ. Trên là đỉnh màn với ngọn đèn vàng vọt bất động của bệnh viện. Bên cạnh, mẹ vẫn ngồi đó, từ bao giờ, với nỗi lo âu hằn sâu trong đôi mắt. Bao giờ, dù khuya khoắt hay lờ mờ sáng, tỉnh dậy, Cúc Huyền nhắm mắt lại, sợ hãi cả những giọt nước mắt của mình. Trên chiếc bàn đem kê ở đầu giường, mấy muôi cam lột sẵn, một con dao nhỏ, lạnh bạc, một cái ly không và những lọ thuốc. Như thế là đã bao nhiêu ngày rồi, Cúc Huyền nằm đây, như một cái cây chờ mùa hè qua hết để tàn tạ theo tiếng chim. Cúc Huyền hiểu rõ, trong nỗi tuyệt vọng của mình là sức khỏe không còn trong cơ thể nữa, một cái gì mỏng manh lắm. Cúc Huyền muốn bay ra khỏi căn phòng tanh tưởi, lạnh lùng của bệnh viện này. Bắt đầu từ bao giờ, Cúc Huyền không hay, những sợi tóc dài óng mướt của mình rơi trên gối. Có khi sáng ra, Cúc Huyền nắm một nắm tóc rụng trong tay và khóc ngất. Như vậy là Cúc Huyền không còn giữ được cái gì thuộc về mình nữa. Đã hết, mái tóc thưa dần, rồi ngắn ngủn, cao khỏi bờ vai. Không ai dám đưa gương cho Cúc Huyền soi, nhưng Cúc Huyền biết trên gương mặt mình là một cái gì tàn tạ nhất. Cúc Huyền dửng dưng với cơn bệnh của mình sau mấy ngày khóc nhiều hơn thở, vất vả nhiều hơn ăn uống. Đã rõ là không còn gì, tất cả chỉ chờ đợi. Mặc dù mọi người đều cố gắng phà vào cơ thể này một nguồn sinh lực, một tia hy vọng. Cúc Huyền biết, khi lá rụng hết trên cành, thì linh hồn mình cũng mỏi. Đám tang lá vàng có thể sẽ đưa luôn Cúc Huyền trong cùng một ngày chết. Cúc Huyền mơ hồ nghe tiếng sóng gào, biển xanh ngát muôn trùng. Sẽ có một chỗ cho Cúc Huyền trên rừng thông, trên con dốc ngày nào lũy đã bước tới. Sáng nay mưa nhỏ và có nhiều tiếng chân đi lại ngoài hành lang. Mẹ vừa về mang thêm một ít quần áo vào, chắc khoảng gần trưa mẹ mới tới. Một mình Cúc Huyền cảm thấy yên tâm với cơn đau của mình hơn. Không còn phải khóc khi thấy bóng bất động của mẹ. Rồi cũng sẽ không còn gì nữa, không còn ai bận rộn với Cúc Huyền, một cái tên nào còn lại và xa lạ. Cúc Huyền nhìn những sợi mưa bay bên ngoài khung cửa, nhớ lại lớp học, bạn bè và rất nhiều thứ mà tưởng chừng mình không còn dịp nào để nhớ. Cúc Huyền lại khóc và thấy tan vỡ êm đềm kỷ niệm cùng những giọt nước mắt. Cảm thấy có mấy cái bóng in lên khung cửa đục,
Rồi cửa được đẩy vào. Chị Thục, bé Hạnh và anh Đồng. Cô Khuyển cố nở một nụ cười, nhưng những giọt nước mắt cứ ứa ra. Hạnh nắm tay Cúc Huyền. Chị Thục ngồi xuống mép giường trong khi anh Đồng đứng. Hình như cả ba cùng hỏi Cúc Huyền một câu. Cúc Huyền bớt chưa? Và Cúc Huyền chỉ khẽ gật đầu. Không còn câu trả lời nào khác. Hạnh đặt cái túi cam lên bàn. Chị Thục nói. Em uống nước cam tươi nhé, chị làm cho. Cúc Huyền định từ chối, nhưng đôi môi khô quá, nói không thành tiếng. Chị Thục lấy cam, loay hoay vắt vào ly, đưa cho Cúc Huyền. Anh Đồng nói, cho gì ấy uống bằng muỗng. Chị Thục nhớ ra, vội lấy chiếc muỗng nhỏ, múc đút vào miệng Cúc Huyền những muỗng cam ngọt lịm. Cúc Huyền lắc đầu, khi đôi môi đã ướt, có thể nói chuyện được. Hạnh thường ngày vẫn tíu tít, hôm nay không còn nói cười được nữa, chỉ đứng nhìn những đường gân xanh nổi hẳn lên trên làn da tái mét của bàn tay Cúc Huyền. Em định nói với mẹ, xin bác sĩ cho về nhà. Em nhớ nhà quá, chị Thục ạ. Anh Đồng nói, không nên, cứ sáng mà nằm cho lành bệnh hẳn rồi về nhà. Biết có khỏi không mà nằm, sợ em không còn dịp nào mà về nhà nữa. Chị Thục bịt miệng Cúc Huyền lại, em chỉ toàn nói gở. Mấy đêm em liên tiếp nằm mơ thấy mình chết đi. Chị Thục cười, như vậy là Cúc Huyền sắp khỏi rồi đó. Vì nằm mơ thấy mình chết là chả bao giờ chết cả. Chị nói dùm với mẹ cho em về nhà đi. Em sợ nơi này lắm. Cúc Huyền còn đau mà. Về nhà cũng như nằm ở đây thôi. Sao được? Ở đây có bác sĩ, người ta lo thuốc men cho mới khỏi bệnh được chứ. Chị thấy không? Tóc em rụng hết. Khi nào tóc rụng là mình sắp chết. Em đừng nói nhảm. Đau thì tóc rụng. Khỏi đau, tóc mọc lại và đẹp như xưa. Cúc Huyền cười héo hắt. Nhưng hôm qua, em đã đọc được trên mắt bác sĩ nỗi thất vọng. Ông ấy không nói, nhưng em biết, khó mà khỏi được. Em đâu bằng bác sĩ? Bằng chứ, hơn nữa là khác. Vì em hiểu rõ em. Hạnh ghé sát vào tai Cúc Huyền, nói. Hạnh đã biên thư cho cậu Lũy rồi. Nói gì đâu, nằm trong bệnh viện. Cúc Huyền nằm im, nghe rõ ràng những giọt mưa ngoài kia như gõ vào tim mình. Lũy là một cái gì làm cho trái tim Cúc Huyền đau nhói, thổn thức và giá buốt.